kiếm chân à? Không, không kiếm chân. Trời, cái đẻo à. Làm nghe theo đó, con hút luôn được như vậy. Nha, bình tĩnh thôi. Nào, 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 bên hôm nay di chuyển tôi xuống sâu này, đúng không? Xuống hai cánh này. Nếu như cánh này mà thấy quang lên thì con phải di chuyển sang đây để con có thể hỗ trợ cho tiền đạo thật là Dương đi đây để có thể uy hiếp Thành. Có chứ con. Tùng nhá, Tùng với Minh chú đã rồi, hai vị trí này đảo cho nhau thoải mái. Các con di chuyển thoải mái con, vị trí nào, bất kỳ vị trí nào cũng có thể ghi bàn được. Mất
xuất. Thank you.
Hàng rào đấy. Nguyên phải lên như thế này. Câu chuyện nữa không?
Bạn đỏ sau hai thằng hai đi sang bên sang bắt tay chúng ta. Tuấn Minh. Đâu đội trưởng nào? Đội trưởng đỏ không? Tiền đạo luôn. Tiền đạo luôn. Cao nhất. Tiền đạo luôn. Cao nhất.
Mất cả
miệng không ạ?